đại án Đại Ninh nhắm thẳng vào 7 Phúc, Tô Lâm chơi trò mèo vờn chuột. Vào ngày 2 tháng 11, báo chí nhà nước loan tin cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng với một số địa phương liên quan. Có 10 bị can bị truy tố về 3 tội danh, trong đó có ông Nguyễn Cao Chí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh bị truy tố về tội đưa hối lộ, ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Hồng Giang, cựu Cục trưởng Cục 2, Thanh tra Chính phủ và bà Trần Bích Ngọc, Bộ trưởng Cục 1, Văn phòng Chính phủ bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Có 6 bị can đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ, trong đó có ông Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Lê Quốc Khanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại khiếu tố khu vực 2 thuộc Cục 2, Thanh tra Chính phủ, ông Hoàng Văn Xuân và ông Nguyễn Nho Định, cựu Thanh tra viên Cục 2, Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Ngọc Ánh, cựu Thanh tra viên Chính phủ, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Kết luận điều tra được báo chí nhà nước dẫn lại cho biết vào ngày 16 tháng 1 năm 2021, ông Nguyễn Cao Chí hẹn gặp ông Mai Tiến Dũng ăn sáng tại nhà khách 35 Hùng Vương, Hà Nội. Tại cuộc gặp, ông Chí cho biết đã được ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn tiếp tục gửi đơn. Tại thời điểm này, ông Mai Tiến Dũng cũng nhận được ý kiến của cấp trên, yêu cầu quan tâm giúp đỡ ông Chí. Vì vậy, ông Dũng bút phê vào đơn ông Chí với nội dung chuyển vụ 1 và sau đó là chuyển vụ 1 giải quyết sớm. Đầu năm 2021, ông Mai Tiến Dũng là bộ trưởng trong chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc. Như vậy, rõ ràng ông Mai Tiến Dũng đã khai ra ông Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, trong cáo trạng chỉ sử dụng cụm từ cấp trên để ám chỉ. Đây được cho là trò chơi nửa kín nửa hở của phe Tô Lâm để dư luận tự biết ai đã chỉ đạo ông Mai Tiến Dũng làm như vậy. Nguồn tin nội bộ từng tiết lộ cho Thời báo .de rằng ông Phúc nhận hối lộ lên đến hàng trăm triệu đô la của bà Trương Mỹ Lan. Đây là khoản tiền rất lớn, nhờ đó mà Vạn Thịnh Phát được bảo kê không những ngay tại căn cứ địa Sài Gòn mà trên khắp cả lãnh thổ Việt Nam. Đặc biệt tại Hà Nội, bà Trương Mỹ Lan cũng sở hữu không ít công trình đắc địa. Ngoài ra, hoạt động gom tiền và rửa tiền thông qua ngân hàng SCB không thể thực hiện được nếu không có sự bảo kê tầm chính phủ. Trước khi ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư, nguồn tin nội bộ cũng cho biết ông đã lên kế hoạch để chuẩn bị bắt 7 Phúc, thực hiện một vụ án chấn động nhằm răn đe các cựu tứ trụ đã về hưu. Tuy nhiên, đấy chỉ là phương án ghi binh của ông Tô Lâm, mục đích là bắt 7 Phúc phải nhả lại một phần đã kiếm được cho phe Tô Lâm. Và thế là Nguyễn Xuân Phúc thoát nạn. Giờ đây, Tô Lâm cho báo chí bung thông tin về một cấp trên của ông Mai Tiến Dũng đã chỉ đạo thực hiện dự án khu du lịch Sài Gòn Đại Ninh là một cách để mà ép ông Phúc. Có lẽ Tô Lâm muốn vụ án nào ra vụ án đó, vụ Vạn Thịnh Phát đã tạm ổn, nhưng vụ án Đại Ninh thì ông Phúc vẫn chưa biết điều. Át hẳn ông Phúc biết làm gì để được yên thần. Tài sản của gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc, người dân không biết là bao nhiêu, nhưng đồng liêu của ông như Tô Lâm thì không thể không biết rõ. Cướp trực tiếp của dân thì quá lộ liễu, sẽ bị cho dân chửi, nhưng cướp lại của kẻ cướp thì kín đáo hơn rất nhiều. Thậm chí còn được dân khen là công chính. Ở xã hội này, việc cướp lại của kẻ cướp trong thượng tầng chính trị được cho là cách cướp cao minh nhất, kín đáo nhất. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Đại án Đại Ninh nhằm thẳng vào nhà 7 Phúc, Tô Lâm chơi trò mèo vồn chuột. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Hết thuốc chữa, bà Nguyễn Phương Hằng sỉ nhục sư Minh Tuệ và xúc phạm Công giáo. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip được trích ra từ một cuộc nói chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng với những người hiếu kỳ tại khu du lịch Đại Nam. Trong clip, bà Hằng chỉ trích sư Thích Minh Tuệ là ở dơ không tắm, ăn không đánh răng. Nhức móc nhà sư hổng có cái gì hết trơn, chỉ có 3 cái nồi cơm điện không à. Bà sử dụng những ngôn từ nặng nề để chỉ trích như tại vì mày có tài đến nỗi nên mày có cái gì ngoài nồi cơm điện đúng không? Nói vậy mới đúng hơn, nếu mà có cái tài chưa chắc gì chịu ôm nồi cơm điện đó.
Do đó, theo bà, sư Minh Tuệ không đáng được gọi là Phật sống. Bà nói, mọi người cứ ca ngợi nồi cơm điện, nó vô lý vô cùng và nó phỉ báng đạo Phật vô cùng. Bà Hằng có cho rằng sư Minh Tuệ không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà chỉ là hình ảnh ảnh hưởng riêng cho mình để đánh phá giáo hội, để bơi móc so sánh hình ảnh của các nhà tu khác của giáo hội. Thậm chí bà còn đưa ra cáo buộc rằng mà đằng sau là ai nhỉ? Là cả một tổ chức là Công giáo, mà Công giáo với Tôn giáo có lẽ ý bà là Phật giáo là không đội trời chung. Tại sao Công giáo đưa hình ảnh thằng Minh Tuệ lên? Tại vì sao? Tại vì Công giáo không công nhận, nên đẩy nó lên thành cao trào đánh phá của Việt Nam mình. Cho nên fan cuồng yêu cầu tôi quất thì tôi quất. Vừa lòng chưa? Bà nói. Có thể nói rất nhiều người ngao ngán không còn muốn bình phẩm gì về đoạn clip này, bởi với chính nội dung mà bà Hằng nói là minh chứng rõ nét về phẩm chất đạo đức của bà. Trong khi tất cả những thông tin mà bà đưa ra chỉ là sự cóp nhặt vụn vặt trên mạng xã hội, nhưng lại dám cho đó là bằng chứng để xúc phạm sư Thích Minh Tuệ. Một số người cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng là một giám đốc điều hành, quản lý và điều hành một công ty lớn, có địa vị nhất định trong xã hội, nhưng lại sử dụng ngôn ngữ chợ búa để miệt thị một vị chân tu mà bà từng gặp. Vị đó cũng không biết bà là ai và chưa bao giờ động chạm đến bà. Điều đáng nói là dù chẳng có bằng chứng, nhưng bà vẫn vô tư vu cáo Công giáo, lợi dụng sư Thích Minh Tuệ để đánh phá Phật giáo Việt Nam. Đây rõ ràng hành động kích động gây chia rẽ tôn giáo trong nước, vô cùng nguy hiểm. Lâu nay, đạo Công giáo và Phật giáo vẫn chung sống hòa bình trên lãnh thổ Việt Nam. Hai bên gọi nhau là tôn giáo bạn và dành cho nhau một sự tôn trọng nhất định. Giới tu sĩ và tín đồ hai bên vẫn chung sống hòa thuận, không có cảnh gây thù chuốc oán nào. Một số cá nhân là sư Khúc Doanh như ông Thích Minh Tuệ, như ông Thích Nhật Từ từng xúc xiểm đạo Công giáo, nhưng đấy chỉ là nhận thức cá nhân, chứ không phải Phật giáo với Công giáo không đợi trời chung, như lời bà Hằng đã nói. Việc một số linh mục bày tỏ lòng kính trọng đặc biệt đối với sư Thích Minh Tuệ là hình ảnh đẹp của tinh thần tôn trọng sự khác biệt và hòa hợp tôn giáo. Điều này là rất đáng khen ngợi và cần được nhân rộng. Người có đức hạnh dù thuộc tôn giáo nào cũng đáng được kính trọng. Thực tế ở Việt Nam còn có hội đồng liên tôn, trong đó có tôn giáo khác nhau cùng ngồi chung vì mục đích tiêu chung là đẩy quyền tự do tôn giáo trên thế giới. Đức Giáo Hoàng cũng đã nhiều lần gặp gỡ các lãnh đạo Phật giáo cũng như các tôn giáo khác là chuyện không hiếm. Ấy vậy mà bà Hằng lại dựng lên cái gọi là không đội trời chung để kích động fan cuồng của bà hằn học với tôn giáo bạn. Ở bất kỳ quốc gia nào, những người gây chia rẽ tôn giáo như bà Hằng đều là mầm loạn của xã hội, gây hận thù tôn giáo một cách không đáng có. Đặc biệt, bà lợi dụng fan cuồng đông đảo, kích động gây chia rẽ là hành động rất nguy hiểm cho xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Hết thuốc chữa, bà Nguyễn Phương Hằng sỉ nhục sư Minh Tuệ và xúc phạm Công giáo. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.